Bự. Mình nhé, mình đổ dầu nha các bạn. Đây là mình cua nhân viên cái dầu. Xuống kiểm tra mức dầu các bạn. Bấm đi ông cô. 700 lít. Bơm rồi đó. Bấm lộn 7.000 lít rồi kìa. Bấm lộn có 70 lít à. Ta 700 là ta 6 số 0, 3 5 số 0, 1 số 7 bấm có 4 số 0 à. Lộn rồi, 70 lít rồi không có. Ta 4 số 0, 5 số 0 chứ. Bấm sao mà lộn thiếu là thiếu giấy mày đó. Ổng đâu rồi? Vinh đâu rồi? Mày nghĩ cái chục con chó gì dám lên để bẻ xài mày không? Cho tự cho bẻ cho người ta mới có lòng chứ. Mày dẫn nó lên là nó cốt hết cái xài mày luôn đó. Rồi sai lầm rồi. Lấy can đổ xăng kìa. Nghĩa đổ dầu lên mình kiếm xài mình ăn nha các bạn. Đây là Vĩnh Long nha, xứ Dường. Đây là dầu Vĩnh Long. Các bạn xà lan nào có đi ngang đây ghé đây đổ dầu các bạn. Cái bảng nó mờ chưa các bạn ơi? Nói chung là Phúc Hưng Long. À, nó để xài, hết xài các bạn ơi. Quay ngược lại chiếc xà lan thì mình cho các bạn xem nha. Đó, chở đang chở xi măng các bạn ơi. Đó là cái bên trước nha các bạn. Đây là cái bên sau. Dạ mình giặt mà nó phơ tá lả cho nè. Chó nó bự mình nó ngóng lên bờ đây các bạn ơi. Nó bự, nó bự. Đây giá dầu hôm nay các bạn ơi. 15.170 đồng nha. Nhưng mà đổ nhiều còn bớt nữa các bạn ơi. Bớt đâu 300-400 đồng một lít gì đó. Bạn nào có đi ngang đây ghé ủng hộ cái dầu của anh Vinh nha các bạn. Rồi ở chả luôn đi. Ủa còn mấy con chó à? Còn mấy con chó à? Mà mập lần nào đâu, mập lần đó hả? Bữa nay nhét tại mập gì nữa. Đi xà lan không con? Chú xà lan. Nè mấy tướng đã hết hồn rồi. Mực tiền không? Mực tiền, mực tiền. Kinh quá. Mới mua xe vậy? Hả? Mới mua xe lịch thôi à? Có người ta gửi chứ. Xài không có trái chân gì vậy? Mới trái à? Có đó. Mà nó xài được các bạn.
xuống lấy can đổ xăng đi vậy. Xe lăn mình không có chở, lúc nào cũng không có chở quá tải nha các bạn. Chở đó là cái mấn nước của mặn khô xe lăn mình đó. Mình chở vừa tới mấn nước, mình chở vừa đủ tải các bạn ơi. Tại vì mình chở quá tải thì cũng quá tải, nếu bị phạt thì mình tự chịu, chứ chủ người ta không có chịu với mình nha. Nên ra mình chở vừa đủ tải thôi. Khi nào chủ người ta kêu chở quá tải phạt, chủ là chịu quá mình mới là chở quá tải. Nhưng mà chủ ở đây người ta không có chở quá tải như vậy ơi. Chở đúng lực, đúng tải à. Đây là cái dầu điện đá là giùm các bạn ơi. Chuẩn bị đá này kia dựa dưới để mình chỉnh bị đi một chuyến hành trình đi Bình Dương nha. Mấy cây anh? Như tiền anh? Dạ? Trăm ngàn hả? Hai trăm nè, bỏ phối bỏ luôn á. Dán tiếp dưới đi ấy. Muốn nhẹ không? Dục xong lôi ra nhẹ. Dục xong lôi ra nhẹ. Ơi, đi lắp rồi. Dạ tương lai mày là bóng quá. Không, không đi hết. Chắc gì vậy đó. Lắc té thiệt á. Chừng cũng dán sập đó. Ờ đứng ra chuyện luôn đi, đứng ra chuyện giùm luôn đi. Là bự vào mày kìa. À bởi quen nghe con. Cái lộn mày cho chạy trên ngủ. Ngủ cái lộn. Rồi quen con. Phía ngoài đó có một chiếc vỏ tàu chạy đẹp quá các bạn ơi. Ở bên xứ Vĩnh Long này thường thường là những cái có những chiếc tàu kiểu gì chạy nha các bạn. Chứ là bên xứ Trà Vinh. Nào thuốc luôn hả? Nào thuốc luôn. Làm hoài hả?
Ông đi hai yến rồi hai. Cô Vinh đi hai tô yến hả? Điện ổng đem về chiều cũng đem về cho tâm ký rồi. Điện kêu ổng chiều đem về cho tâm ký yến rồi. Ký giờ 40 phải vậy? 4 triệu hả? Từ tươi bẻ liền mà. Có được có 330 mấy lít rồi các bạn ơi. Hả? Nhớ gì? Wow, phía bên xa vẫn có chiếc xe lăn cái kiểu của Phú Quốc các bạn. Đúng rồi, xe lăn ở đi Phú Quốc các bạn. Cái bơm 10 lít sao mà bơm mới nhiêu hả? À? Cái bơm 10 lít mà. À. Này xăng nhiêu mà nó cho mày. Cái này 300 đồng. 100 lít sao 120. 15.900 đến đồng là đủ mấy. 15.380 tao. Bả này sao 120.000. 30.000. Giang mày. Giá được bỏ. Giá được bỏ. Giờ Giang trời. Giá được bỏ. Phía sau đó có chiếc xe lăn của chung công ty mình đang chạy đi Vũng Tàu đó các bạn. Chiếc đó trọng tải 999 tấn nha các bạn. Ta thấy chạy nước ngược mà tàu nổi nước ngược gió ngược chạy nó không đi sừng luôn. Ồ, ăn xài luôn. Không. Ồ, chua lắm, ngon đâu. Ngay chua. Cái xài nó bẻ lúc nãy các bạn. Ủa, ông Vinh ngày nào cũng đi chứ hả? Có nhà đâu. Thì đi hoài vậy? Ông lo bên ba cái nhà yến không hả? Làm gì ổng thì tích tích ông có cho ký yến nào ăn không? Xin ổng ký tối yến ăn bậy. Đồng bọn quá wow, cái ghe chạy qua mặt chiếc xà lan luôn. Chưa nắng mặn này thứ gì chưa nổi. Chép rồi.
Rồi mới nó có mấy 500 mấy à? Lâu quá. Dạ. Gì con? Gì không? Cái ba có thông kìa. Dạ có thông chị á. Gì vậy? Chờ 80 ngàn kia nói 120 ngàn trời. Lại luôn thì chết. Trăng là bỏ. Tuy nhiên cái dầu của này là chết luôn à. Dẫn bảo chỉnh trả tiền kìa. Nếu biết được đi chó không á. Chó không á. Chó không. Đi. Wow. Đây có chiếc xe tăng nhỏ đang chạy các bạn ơi. Wow, chạy tốc độ kinh khủng luôn các bạn ơi. Ủa mấy chiếc xe tăng này có đổ dầu ở đây không? Nó không đổ đây cho chạy ngang đây chi vậy? Đừng cho nó chạy. Phải không? Cho nó còn vỏ xe nào không cho xin cái ơi. Cái kìa. Tao làm cái mũi trước nó gớt động trơn à. Dốc mày. Không có thiệt. Không ơi. Có. Có xin ơi. Có gì nói che xin không sao đâu. Nói chú che xin là ổng ok à. Cái có nhiêu tiền đâu, cái mấy chục ngàn mà tại đi mua chở gì lùm đùm. Đi. Để điện cho ông ơi. Mình đi lên mình xin mấy cái vỏ xe để mình làm độn xà lan nha các bạn. Không có. Wow, đây có các bạn ơi. Ồ, có sẵn luôn. Mà chi ông đi chứ xin kỳ lắm. Ờ nhóc chân ba ơi, nhóc chân nè đây nè. Ờ đó rồi kìa. Ừ. Đấy, cái dầu đi xong bán dầu cho mình bán xăng. Cái này anh à. Có lấy ngoài ngoài đó đó. Bự lắm, cái kia bự lắm. Gì? Cái này gọn nè. Cái đó nhẹ, cái đó nhẹ hơn á, cái tròn đó đó. Cái giòn vỏ xe hơi á. Này cũng có lỗ nè. Cái đó cứng hơn. Cái đó thì cứng hơn. Nó nặng, nặng thấy bà luôn. Xong chưa? Dạ dạ. Không đi chị ơi. Ủa tính tiền hai cái vỏ xe. Trời ơi. Em mới điện rồi đó. Anh nói chị lại đó. Thôi thì để đó đi. Để đi có gì nữa thì tính ha. Dạ. Rồi cảm ơn chị nhiều nha. Dạ. Có gì không?